Gần đây trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện tình trạng nhiều tuyến đường xuống cấp nham nhở do nhà thầu thi công hoàn trả mặt đường ẩu. Từ tháng 5 năm 2021, tuyến phố Thái Hà, đoạn từ nút giao Thái Hà Yên Lãng đến ngã tư Thái Hà Láng Hạ bắt đầu được đào với chiều rộng hơn 1 mét để hạ gầm cáp điện. Đến nay, mặt đường tuyến phố trong phạm vi dự án đã được hoàn trả. Tuy nhiên, bất kỳ ai đi qua tuyến phố này cũng dễ dàng nhận thấy lớp nhựa mới không chỉ thiếu đồng bộ về cao độ so với mặt đường cũ, khiến đoạn đường lưu thông thiếu êm thuận, mà còn tạo ra các gờ cao thấp, lún võng, gây nguy hiểm cho phương tiện qua lại. Cũng trên đường Văn Cao đến nút giao Văn Cao Đội Cấn hướng về Hồ Tây, mặt đường đầy rẫy đá dăm từ mặt đường mới được thảm sau quá trình thi công hạ cáp ngầm. Loại đá bong tróc khỏi lớp kết dính, mỗi lần ô tô đi qua, đá dăm lại bung bật và bị kéo lê vương vãi khắp mặt đường. Những người tham gia giao thông bằng xe máy, mỗi lần di chuyển tới gần ngã tư phải giảm tốc rón rén đi qua vì sợ ngã do bánh xe trượt đá. Hơn một năm nay, người tham gia giao thông qua khu vực ngã tư đường Trương Định Tân Mai cũng không khỏi bức xúc khi đơn vị thi công hạ cấp ngầm điện hoàn trả mặt đường kém chất lượng. Các khu vực được thảm nhựa hoàn trả thì xuất hiện dày đặc các vệt kẽ, nứt kẽ, gồ ghề, hằn lún sâu tạo ra ổ trâu, đe dọa đến sự an toàn của người đi đường. Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị quản lý công trình ngầm có phương án khắc phục, hoàn trả các mặt đường chưa đảm bảo gây mất an toàn giao thông. Trong đó có yêu cầu quản lý chặt chất lượng hoàn trả và cần có kế hoạch phối hợp đồng bộ thi công hạ tầng để giảm việc tối đa đào hè đường gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan đô thị.